Sầm đạch để cho hôn sát nhiều rồi mình trai Campuchia bàn lực lăng thá mạ sầm cọp hôm sát tôm ninh scott thân nátកំពង់ស្ពឺ miền kê chùa đo là bay là bán vừa ở miền ca can lắc đồng rực cá đang nơi tiệp xa khung sốc nâng tiệp xa on trại chết đại ban nom tranh tại can xã cùng Europe xã Harod Americ Korea chụp post nâng Thái chỉ đàm tam rồi dạ kê chùa là bay là bán nâng miền đồng rực cá buồn ní đại xã scott thân nátកំពង់ស្ពឺ bàn cho bánh chí chỉ mạ sầm cọp hôm sát tôm ninh nơi cửa sung bên này chỉ cắm cà pít ngay tiệp pi khai mê sát năm pi pon đáp hỏi vận tọa móc bàn cho bánh chí cà pít nơi bận đạp protest chấm nôn 1.4 sen tiền ការចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញស្កតថ្នោតកំពង់ស្ពឺបានកំណត់យក Sầm đạch đại chó ban cù bánh chẹt há cá chó bánh chi mạ sầm cọp hôm sát tôm ninh scott thânកំពង់ស្ពឺ ban cho rùm ông can đồng lại scott thânកំពង់ស្ពឺ bông cát cà nghĩa lực cầm pua chi bộc hiệp nâng châm roi lực thực chất aoប្រជាពលរដ្ឋ cho rùm áp bị đạm đam thân nát đại chỉ áp tạ sinh nhàn chiết rồi bỏ đại diện là chắc Campuchia ក្រៅពីការអភិរក្សធនធានដើមថ្នោត Tù bay chia yang nick đấy asrai đại ca lụt loạt sự tích cách đầu bọc Campuchia ban thua ai miền công năng vị sai usaha cam nâng xe bạc cam đa sộp tiền công năng pol cam yang trán nâng bắt đầu bạch chnu cướp prom tiền ca lang thái ạt cho lợn trộp ban thua aiប្រជាពលរដ្ឋបោះបង់មុខរបរផលិតស្ករត្នោតដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះផលិតផលស្ករត្នោតនិងការបាត់បង់ដើមត្នោតជាអត្តសញ្ញាណជាតិ ពពន់នឹងបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតក្នុងការចូលរួមការពារអភិរក្សដើមត្នោតនិងពង្រីកការដាំដុះដើមត្នោតបន្ថែមទៀតព្រមទាំងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីដើមត្នោតនេះ ការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោបែបនេះតាមរយៈលិខិតចូលរួមអបអរទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ 2023 ដែលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោមមូលបត្រស្ត្រីនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពន្លឿនការបង្កើតថ្មីនិងភាពច្នៃប្រឌិតនៅថ្ងៃទី 26 ខែមេសានេះ